Anh em xin chào các bạn. Cửa hàng lại có hàng dòng giá vừa tiền, mời anh em cùng theo dõi. Đây là mẫu ông ly Sansui Alpha 305R. Đây là một con ông ly đời cao. Nếu nguyên bản dòng này thì nó có cả điều khiển, nếu anh em nào mua mới tinh, còn hàng bãi về nó không có anh em nhé. Đánh AB cộng B, chỉnh bát chép, lao lướt đầy đủ. Mẫu ông ly này cách đây khoảng 2 tuần cửa hàng đã bán một con vào điện bàn Quảng Nam. Hôm nay lại đăng thêm một con nữa, mời anh em cùng theo dõi. Báo giá cho anh em con âm ly đẹp thương hiệu này 3.500.000 đồng thôi, hàng bãi zin tuyệt đối luôn, góc cạnh đẹp, đẹp xuất sắc đây anh em, 305R. Cho một người ôm mối hận, nhìn theo một chiếc xe bò. Ghép vào những đôi loa Pioneer Bass 30 rất hợp, rất hay luôn. Dòng Sansui này thì nó ghép được nhiều loa. Anh em có những dòng loa của Nhật Diatone hoặc loa Bow biết cũng hay, rất hay, Bow 301. Màu đen nên quay nó không nổi, còn thực tế con này nó còn rất mới anh em nhá. Bên trong rất đẹp, hàng bãi zin xịn sò, góc cạnh đẹp hết. Để giá mềm cho anh em chơi, 3.500.000 một mẫu âm ly hàng hiệu. Đằng sau đang cắm tuner AB, A cũng B, 150W, 100V, series là 2941, trở kháng từ 416. Đây là băng dính nó bẩn anh em nhé, băng dính chưa lau sạch. Các góc cạnh mượt mà. Dòng Sansui thì tiếng trầm ấm, bass sâu, bass nó nặng hơn dòng Pioneer. Một chiếc xe ghế trái vào tín hiệu. Từ nay đôi neo quan sơn, khóc cho đời mang trắng mưa. 12 bên nước thanh thang, từ nay đôi neo quan sơn. Hai tụ lọc một nguồn. Cái dòng này thì nó chạy một con giống như con STK, rất to bên trong. Nó là dòng đời mới, dòng so đời mới, kiểu như STK ngày xưa. Như anh em nhớ là con Dobby này là dòng đời cao anh em nhá. Nguyên bản nó nếu anh em mua mới tinh nó sẽ có cả khiển, chứ nó không giống dòng STK của những con Dobby cổ đâu. Mới trên 90%, phải tầm 95%. Xin chào, hẹn gặp lại.